ba con người, hai đám cưới, một tình yêu. Trong trái tim anh chỉ có một mình em, không có chỗ cho bất cứ người nào khác. Và một cuộc tình đơn phương. Hãy trả cô ấy lại cho tôi. Đứng lại. Bao trùm bởi những âm mưu thủ đoạn. Hãy không bỏ cuộc, có thể giúp cho. Sao, tại sao, tại sao? Mẹ, tôi sẽ bình tĩnh thế nào đây? Tại sao em lại phản bội anh chứ? Tại sao vậy? Anh đừng hỏi tại sao mà. Tôi sẽ không để tiếng đâu. Bất cứ ai cản đường tôi đều phải chết. Yêu hận tình thù phát sóng 19:45 hàng ngày trên kênh SCTV. Phim tổng hợp bắt đầu từ 23 tháng 1, 2015.